Góc nhỏ vườn hoa gia đình, góc nhỏ sân vườn đẹp phần 3. Đây là video mới của kênh Lover 1040. Video này nằm trong loạt video theo chủ đề góc nhỏ vườn hoa gia đình hay còn gọi là góc nhỏ sân vườn đẹp. Mời mọi người cùng theo dõi. Các gia đình sống ở Mỹ vẫn thường thích việc tự tạo lập những góc sân vườn nhỏ đẹp. Nhỏ ở đây hiểu đúng theo nghĩa đen luôn là nhỏ hẹp, bởi các khu nhà này thuộc dạng nhà mobile home ở Mỹ, không có nhiều đất để làm vườn hoa như nhà house. Vì đất trống ít đến vậy nên có được những khoảnh góc sân vườn đẹp luôn là ước mơ của nhiều gia đình, đặc biệt với bối cảnh ở Mỹ Covid-19 vẫn còn lan tràn mạnh. Việc đưa thiên nhiên vào nơi sinh sống hàng ngày đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người. Thay vì trồng cỏ trước hiên nhà, khu phố tôi ở, người ta thi nhau trồng những bông hồng, bông cúc, bông mười giờ rực rỡ, và nhất là những loại hoa nhỏ nhỏ xinh xinh nhiều màu sắc. Trước là để ngắm và thư giãn, sau cũng là cách làm đẹp cho khu phố mình sống. Khu phố tôi sống thuộc thành phố Santa Ana của Nam Cali, Mỹ. Mỗi năm vào các mùa dù là mùa nào cũng đều trồng hoa trước nhà. Khí hậu nơi đây khá ôn hòa cho nên cây cối, hoa cỏ mọc dễ dàng và cũng dễ chăm bón. Chỉ cần chịu khó tưới cây, bón phân đúng cách là vườn hoa nhỏ luôn nhiều sắc hoa xinh đẹp nở rộ. Các giống hoa này chúng tôi thường mua ở cửa hàng Home Depot gần nhà. Hoa màu trắng thì có hoa gà đí nờ mà người Việt gọi là cây dành dành thuộc loại cây bụi, cao 1-2 mét, hay các loại hoa cúc trắng. Hoa màu vàng thì hay trồng hoa mao lương vàng, hoa cúc vàng. Ngoài ra còn có hoa sống đời, xương rồng rất nhiều giống là cây kiểng rất đẹp. Hoa sống đời có nhiều loại với nhiều màu sắc khác nhau với ý nghĩa mang tới nhiều điều tốt đẹp cho người mình yêu thương. Cây hoa sống đời là cây cảnh đẹp được trồng để trang trí trước hiên nhà, sân vườn. Cây cho hoa nhiều màu nên có nhiều sự lựa chọn cho người trồng. Vì sao lại gọi là hoa sống đời? Chính từ cái tên của nó đã nói lên tất cả rồi phải không nào? Đây là một cây nhỏ nhắn nhưng lại có sức sống bền bỉ mang ý nghĩa may mắn, tài lộc tượng trưng cho sự trường thọ, trường tồn với thời gian. Trồng cây hoa sống đời rất đơn giản, ta có thể trồng bằng cách tát cây con từ cây trưởng thành hay trồng bằng lá của cây, lá cây có khả năng sinh sản tốt. Đất trồng cây phải là đất tơi xốp, thoát nước tốt, ta có thể trồng bằng đất thịt, đất cát có pha thêm mùn để tạo độ tơi xốp cho cây. Việc tưới nước cho cây cũng rất quan trọng, cần tưới nước hàng ngày cho cây nhưng không được tưới quá nhiều. Bản chất của thân và lá hoa sống đầy mỏng nước nên nếu ta tưới thừa nước cho cây dễ dẫn đến tình trạng thối gốc và lá. Cũng cần phải lưu ý đến ánh sáng khi trồng cây. Cây sống đời có thể trồng trong nhà được nhưng vẫn phải lưu ý cung cấp đủ lượng ánh sáng cho cây. Chút ít lời mô tả có lẽ không thể nói hết lên vẻ đẹp các loài hoa. Sau đây mời các bạn xem tiếp video vui vẻ trong tiếng nhạc bay bổng. Chúc mọi người xem video vui vẻ và nhớ dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share cho video và kênh bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.